Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình quay cái vườn của mình về đêm ha. Đấy các bạn, đây là cây linh sam mình tạo từ cái lúc mà cái cây này nó có một cái cành cái này nè. Với cành này, với cái đỉnh không, còn mấy nhánh này chưa có. Thì từ cái thời gian đó mình cây phôi mình tạo đến nay đã là 3 năm. Đó, cây này các bạn thấy cũng là cái chơi tàn. Tàn rất ấm và dày. Hiện tại thì mình vào cái chậu. Cái chậu này khoảng 30 ngoài, lọt lòng khoảng 30-32. Chậu này cũng là cái chậu cũng bé. Anh em thấy chậu nè. Đặt cái cây này vào. Trong quá trình nuôi thì mình xử lý đế thêm ha. Đế này lúc trước nó khác ha. Mình lấy cọng này mình xử lý thêm nè. Đó, tại vì người ta chiết á, cái bộ người ta bó cái rễ nó quẹo, nó bóp vô nè. Khi mình trồng, mình cái quá trình nuôi lấy tán khoảng 3 năm thì mình xử lý, mình cắt ra đặng nó mồi rễ ra thêm, nó tăng cái độ vững chắc cho cái đế ha. Đây vì bộ tàn thì mình sẽ phân tích cho anh em nè. Đây là cái chi cấp 1 nè, đó cái nó ra cái chi cấp 2. Rồi nó mình cắt ở đây một cái nữa ra cấp 3. Cấp 3 cũng tiếp tục mình cắt đây một cái nữa. Cái nó ra cấp 4. Cấp 4 mình cắt ở đây tiếp tục. À nó ra cấp 5. Cấp 5 ra đây tiếp tục mình cắt lại rất nhiều cái lần cắt nè. Nó thấy rất nhiều cái lần mình cắt ra cấp 6. Đây là mình cắt ra cấp 7. Đó. Anh em thấy một cái cây đơn giản nghĩ là đơn giản nhưng mà nó tới 7 cái cấp cành á. Bởi vì khi bán cái cây mình nói là cái cây này cũng như những cây khác cho nên anh bán mắc vậy. Là do như vậy đó nè, đây. Chi tiết lại ha. Có thể có cành lớn thì nó cấp nó nhiều hơn cành nhỏ đây. Mình có cấp cành 1 nè. Ra tới đây, mình cắt một lần, nó ra cấp cành 2 nè. Đó, cành 2 ra tới đây. Bắt đầu mình cắt đây nữa. Nó ra 3 cành. Cái lên đây, mình cắt trên này. À, cắt trên này. Đó, cái nó ra 2 cành. Nó cũng cỡ 5 cấp rồi. Nên đây là những cái vết cắt này. Và như vậy mình cắt thường xuyên. Mình cắt thường xuyên sẽ làm cho cái mắt lá nó thun lại. Nó thun lại, đây, nó nhặt lại. Mục đích là cái cây mình cho nó già lên đó các bạn. Nè, mình cắt rất là nhiều. Nói ra mình cắt như cây đây nè, anh em thấy không? Nó bắn tược rất là nhiều. Đó, mình không cắt. Còn cây đây thì nó đã hoàn thiện rồi, mình cứ cắt. Nó ra là mình cắt. Đó, bạn thấy nè. Mình cắt như vậy thì khởi điểm ban đầu mình vào cái chậu mới này. Thì lúc đó thì rễ nó còn ít nên nó sẽ phát triển trong cái chậu này, nó sẽ phát triển cành nhánh đọt. Nó sẽ không ra hoa được. Đến một thời điểm mà cái rễ nó ăn bít chậu là nó cần dinh dưỡng và cần nước nhiều, mình cung cấp không đủ. Nó làm cho cái cây tự động nó già. Đó, nó già thì nó sẽ mình cắt kết hợp với cắt tỉa. Tại vì cái chậu nhỏ như vậy mình tưới nước một ngày hầu như không đủ để cái tán này nó hoạt động đó các bạn. Nên là lúc nào nó cũng trong cái tình trạng hơi thiếu nước. Nên là lúc đó thì nó sẽ rất là dễ ra hoa. Còn cây mà mới trồng cái chậu thì nó rất khó. Tại vì nó đang phát triển mạnh để nó phát triển bộ tán. Đây nè. Những vết cắt để thun lại nè. Có những cái mầm hoa nhỏ trên đây từ từ nó ra. Cây này thì mình xử lý ra tự nhiên nó không có rộ. Muốn rộ cũng được nhưng mà mình phải xiết nước, cây nó xào lá tội nghiệp lắm. Đây. Nó chỗ lâu lâu điểm nhẹ nhẹ trên cây này chứ không có rộ được đó, anh em thấy nè. Đó. Ở dưới đây ha. Nụ nè. Đó, số cây nụ nó ra đây, nụ nhỏ nhỏ ra nè. Thì cây này thì hiện tại nó gần hoàn thiện, mình chỉ bón phân hữu cơ. Hữu cơ thì cái lượng dinh dưỡng nó ít, nó chỉ giúp nuôi sống, không có phát triển mạnh, nó chỉ giúp cây sống ổn định cái cấu hình như vậy thôi chứ nó không có phát triển nhiều nữa. Không, đây một cái cây thác đổ của mình nè. Rồi cái cây cũng là một cái cây đổ nè. Rồi mình chia sẻ thêm cái cấp cành của cây này ha. Đây nè, đây cấp 1 ha, cắt ngang đây nó ra cấp 2 nè. Cấp 2 lên đây cái mình cắt ngay đây. Cái nó ra 3 cấp 3 3 cành. Ra cành cái tới đây mình cắt một cái nữa.
không? Cắt cái nó chùm, cái mình cắt 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 cái đây hoài đó, nó rất là nhiều cấp, nên là cái cây mà làm theo cấp như vậy nó giá trị hơn cái cây nó uống uống một lèo luôn tù tì á, anh em uống một lèo luôn tù tì á, là nó chỉ lá nó phủ thôi chứ cái độ dày của dâm nó yếu lắm, anh em thấy bộ dâm này. Nên anh em nhiều mới chơi không biết nên là không có so sánh được cái giá của cây làm kỹ, nhưng cái cây mà uống để phủ tàn lập mái á, nó khác với mấy cây này. Nó ví dụ người ta đánh một cái cành rơi xuống hết, cái người ta bành 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 cái lá nó mọc ra, cái nó phủ tạo cái cảm giác ảo của cây hoàn thiện, chứ nó thực chất bạn vặt lá thì cây rất là thưa. Cây này mình đếm nè, cấp 1, lên đây cấp 2, lên đây cấp 3, cắt cái thành cấp 4, cấp 5, đây cũng là gần cấp 6. Đó. Một cái cây mà rất nhiều cấp cành nên giá trị nó phải khác những cái cây mà uống 1-2 năm. Nhưng mà anh em mình không hiểu về giá trị nên nói bán mắc bán rẻ. Này, như cây này, cây này cũng 3 năm. Cây này bỏ khô nè, ra hoa nè. Đó, cây này thì mình nó sắp mình sang chỗ mới được anh em. Đó. Đây là một số cây đổ mà ngày xưa mình chờ lại nè, cây bay. Nó tàn rất dữ luôn. Cũng là hoa điểm điểm chứ không có gì. Anh em thông cảm nha, nhà mình nó gần mặt lộ, xe nó chạy nhiều hơn ồn. Nó để chó nó sủa nữa, nhức đầu. Đó bạn. Nào số cây này đang phát triển rất mạnh, chưa tẻ nè. Cây này đới mình xử lý sơ lại hết rồi. Cái mini đó. Mình lúc mới chơi mình khoái lên sam tại nó ra chèo nhiều, mình dễ uống, nó tạo hình lắm. Sau này có chuyển qua một số cái dòng như sam hương rồi mai chú thủy nữa. Rồi, cảm ơn anh em quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.